Khó quá à. Thanh xuân tuổi trẻ, bởi vì em chưa từng gắn bó với một cái gì đấy mà em yêu thích nó lâu dài thế đấy. 2 năm hơn, quá nhiều bước ngoặt trong 2 năm qua em không thể diễn tả nổi nên em sẽ gọi tắt nó là thanh xuân của em. Nói với em, Metropolia là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của em. Bởi vì khi mà em vào nhóm, em đã 20-21 tuổi rồi. Và cái khoảng tuổi đó là các bạn thường thường sẽ hơi mông lung là mình học đại học xong mình làm cái gì, mình sẽ là ai trong cuộc đời này. Thì tự dưng là em vào nhóm SEOPRA thì là một ngôi nhà nhỏ tập hợp những con người gọi là xa lạ với nhau, gặp chung lại thì thành một gia đình lớn. SEO Create đối với em là ước mơ. Bởi vì em đã thích con số 48 này rất là lâu rồi. Và em đã có từ nhỏ là khi mà em xem các tiền bối AKB 48 trình diễn ấy ạ, thì em cũng đã suy nghĩ ô sẽ thật là tuyệt vời nếu như mà kiểu như là họ sẽ có nhóm chị em ở Việt Nam ấy. Ước mơ của em đã từng là em sẽ là thành viên của nhóm chị em AKB 48, thì bây giờ em đang là thành viên của SEO 48. Thì đấy, em đã là ước mơ và ước mơ em đã thành hiện thực. Thì bây giờ em sẽ cố gắng tiếp tục với những ước mơ khác của em. Xin chào mọi người, em đây là Trang Ngọc. Em thảo số em là 5731. Và cái thứ là sao em muốn đáp em. Hôm nay xin trình bày một bài nhảy ạ. Như một ngôi nhà vậy đó. Kiểu hồi trước á là em đi học là em chỉ có từ trường về nhà thôi. Thì bây giờ là em có ba nơi để mà lưu trú. Thứ là nhà, thứ hai là trường, thứ ba là HOPDA. Ngủ luôn, ngủ ở station cái thứ. Rồi em hẹn mọi người tới station để mà nói chuyện hay chụp, hay là đi chụp hình. Thì tất cả như là cũng như là ngôi nhà của em. Khi mà mình bước vào nhóm từ những ngày đầu á, và mình phải chứng kiến sự thay đổi số lượng thành viên, người đi người ở lại, và những cái khoảnh khắc đó không ai muốn chút nào hết. Mà em là nhóm trưởng nữa, thì em cảm thấy khi mà mình không giữ được, không bảo toàn được cái con số đó ngay từ lúc đầu và đến bây giờ, thì em cũng cảm thấy có gì đó trách nhiệm ở vòng khoảng thời gian mà mới đầu debut là khoảng thời gian mà khi mà mọi người biết đến tụi em là một nhóm SEO48, là nhóm đàn em của AKB48, thì kiểu dư luận thì cũng có, nói chung là ý kiến thì cũng có người này người kia, thì lúc đấy thì tụi em cũng chỉ là những người bình thường mới bước chân bước ráo vào showbiz Việt, thì tụi em nhận những cái lời đó thì cảm giác hơi buồn một tí, kiểu mình chỉ mới như thế này thôi mà tại sao lại mọi người lại nói cho mình như thế này, thì kiểu lúc đó cũng hơi chạnh lòng. Chỉ trong một phút chốc nào đấy em muốn trở về nhà, ở nhà của mình rồi đi chơi với bạn bè, kiểu không phải suy nghĩ quá nhiều về trời ơi ngày mai mình thế này thế kia, thì đó chỉ là đôi lúc thôi. Sao mấy em nó 14-15 tuổi mà lại có những suy nghĩ rất là trẻ con, đôi khi mình cũng không biết giải thích như thế nào. Nhưng mà khác với em là các thành viên được sống trong cái môi trường mà khiến mình phải tự lập một chút, nên là các em cũng bắt buộc phải lớn nhanh một chút, thì em vừa vui mà cũng vừa tiếc cho các em là sẽ không được tự do như những bạn khác, là đi học đi chơi có nhiều bạn bè, phải sống trong cuộc sống mà lúc nào phải nhìn trước nhìn sau, nhìn những người khác sẽ đánh giá gì về mình.
khi bởi vậy là khi mà em đi tập với các em hoặc là gặp các em thì luôn luôn muốn là tạo cho các em cái bầu không khí là thoải mái nhất có thể, giống như là em không phải là người chị lớn mà là cùng bạn, thì cũng vậy các em cũng sẽ rất là ít bạn nhờ. Nên là nếu như mình tỏ ra là một cái chị lớn em nhỏ thôi thì các em sẽ khó có thể chia sẻ những cái tâm sự của các em được, nên là em muốn là một người bạn trước khi là một người chị với tất cả các thành viên. Donna từng không ở mặt đất thì Donna cũng từng nói là năm rồi em chưa về nhà, nên nhớ nhà. Mỗi lần nghe cái đó thì em cũng thấy rất là thành lòng đó, tại vì khi mà mình còn nhỏ như vậy thì ai cũng chưa có hoàn toàn sống một mình được, mà luôn mong có sự chăm sóc bảo bọc của gia đình, của ba mẹ mình. Thì khi mà phải sống xa nhà như vậy, mình sống vừa phải theo lịch trình, mình phải di chuyển, mọi thứ mình cứ ôm đồm hết. Đôi khi em rất là lo là tâm lý không có vững, nên là em lúc nào cũng bên cạnh, mỗi lúc sẵn sàng có thể em thấy dấu hiệu bất thường một chút, giống như đi tập không đó, tự nhiên im lặng một chút, tự nhiên không giỡn hết gì, em sẽ hỏi liền. Cái sự thay đổi này đối với em là một điều giống như là mới lạ, bởi vì giống như là bứt phá khi mà người khác nhìn vào HG48 so với single 2 và single 3 này. Single 2 thì tụi em rất là nhẹ nhàng, rất là vui tươi, xinh xắn, mà single 3 này lại là một sự trở lại mạnh mẽ, và cũng như là và trong thời điểm này nữa nó rất là phù hợp. Cái gì khi mà đưa đạo River là nó đang tâm gì à, tầm khoảng 10 tháng rồi đó chị, nó dài chứ đó. Giờ nghĩ lại thật sự là buổi đạo của River là tụi em đã tập đi tập lại rất là nhiều lần, và cũng như là chỉnh sửa các động tác để mà cho ra một cái MV tốt. Em thấy nhớ nhất là cái cảnh mà em nhìn thấy tất cả các bạn thực hiện cảnh bắn cung. Trong MV có một cảnh bắn cung, khi mà các bạn bước lên xong bước vào phòng chờ, em thấy bạn nào cũng thâm tay, nhất là PC rồi ai nữa mà. Thì như Anna, bạn nào cũng thâm bầm tím hết khắp người luôn. Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra, em không được chứng kiến gì hết, mà em nhớ ngoài cảnh đấy tất cả mọi người bước lên rồi vừa mới trải qua một trận đánh thì cũng hơi sợ, nhưng mà đây sẽ là một kỷ niệm cực kỳ khó quên cho bọn em. Thực ra em thấy trong MV này ấy, thời lượng xuất hiện của các thành viên nó bắt đầu giảm đều ra hơn rồi, nó không phải là tập trung quá vào một thành, cũng có nhưng mà bọn em hầu như là được chia đều screen time lên hình. Em cảm nhận như thế trong MV lần này. Em hy vọng là nhóm mình sẽ giữ vững tinh thần giống như bài River. Bài River bảo là mặc dù khó khăn như thế nào mình cũng sẽ không chùn bước, thì em hy vọng nhóm mình sẽ như vậy. Nên là thay vì mà mọi người cứ lo lắng về tương lai như thế nào thì mọi người cứ làm hết sức mình sẽ tốt hơn. Trong quá trình quay MV thì em đã có một linh cảm, thường thường linh cảm của em nó sẽ đúng cực kỳ tốt. Về lần ra single này, em không cần nó phải là một cái gì đấy bùng nổ vì thời điểm này tạo ra một thứ bùng nổ cái gì đấy nó là hơi quá, nhưng mà nó sẽ là một bước ngoặt mới để làm mọi người biết tới HG48 hơn. Em hy vọng là cái sự thay đổi này sẽ làm cho tất cả mọi người thay đổi cách nhìn về HG48, nó không phải là cách những cách nhìn trước nữa. Mong là sẽ được thúc trending trong lần mắt em đi tới. Em vừa là captain trong nhóm và hiện tại em sẽ là center cho single thứ ba lần này, thì mục tiêu của em không ngoài cái gì khác, đó chính là phải khiến cho single thứ ba này thật là thành công. Bởi vì tất cả mọi người đã trông chờ rất là nhiều, và 2 năm qua mọi người cũng chờ một cái gì đó phá thật là lớn từ HG48 rồi. Em muốn lần này thật là thành công để vừa truyền lửa cho bản thân mình vừa truyền lửa cho các thành viên nhỏ tuổi khác nữa, là các em sẽ nhìn vào cái thành công đó, nhìn vào cái sự cố gắng của những chị lớn đó, và mình tiếp tục cố gắng, mình cố gắng không ngừng, mình không cảm thấy là mình không bao giờ được nghĩ là mình còn nhỏ, mình còn trẻ quá, mà mình còn nhiều thời gian quá, nên là từ từ cũng được. Không, ngày nào mình cũng phải cháy hết mình, cũng phải chạy thiệt là nhanh.
Bởi vì nếu như mình chạy chậm lại một chút thì những người này ta sẽ vượt qua mặt mình.